Hi, xin chào các bạn. Hôm nay thời tiết rảnh và thỉnh thoảng ở chỗ mình thì lại hay mất điện. Mà nhiều khi lại bình ắc quy các thứ mình ở khu vực mình đây ít khi mất điện. Đợt này mất điện nhiều quá nên mình cũng kiểu nghịch chút, tranh thủ không có khách. Đấy, mình chế quạt mini từ ổ đĩa CD hoặc là DVD. Thì hiện tại bây giờ mình tháo tung ra thì ở trong bộ ổ đĩa thì nó sẽ ra như này. Đấy. Ở đây ổ đĩa này thì nó có một con motor nhỏ nhỏ, thì có thể là đặc biệt là liên quan đến điện thoại của mình thì dùng pin điện thoại 3,7V hoặc là 3V là nói chung là cũng có thể quay tít và cũng tạo ra mát mát một chút, nên mình nghịch một chút thì mình up video lên trang của mình chia sẻ một chút thôi. Còn thực ra cái này chắc là ai cũng biết hết rồi. Thì hiện tại thì ổ đĩa ok rồi. Thì cánh quạt thì mình cũng tận dụng ngay từ các vỏ điện thoại cứ đi thôi. Đây là một chiếc vỏ của Samsung. Đấy, mình đã cắt thành một cái cánh quạt như này. Đấy, ok. Thì xong thì cái cuống cánh quạt mình sử dụng là cái bông tai bằng nhựa thôi. Cũng chẳng có gì cầu kỳ lắm đâu. Đấy, và đặc biệt là một đoạn dây nối thì mình cũng tận dụng là một cái dây nối điện thoại có chân GNP như này. Đấy, thì cái ổ cắm chân tiện của mình từ điện thoại ra đây là mình chế thêm một cái sạc đa năng nối vào để mình kẹp pin cho dễ. Mà đầu kia là mình sẽ sử dụng một cái đầu kết nối như này để cắm vào đây cho nó tiện. Nói chung là đầu nối như này chứ còn khỏi phải dùng nối tay đâu. Đấy. Đấy, đằng sau bây giờ chúng ta sẽ hàn lại và thử đấu xem cái quạt này nó chạy như thế nào, xem có mát lắm không nhá. Ok, nói chung là cái này thì mình phải điều chỉnh cho nó âm dương cho nó phù hợp. Rảnh không có việc gì làm thì ngồi nghịch những cái vớ vẩn thôi. Ok, đã hàn xong. Chúng ta sẽ hàn tiếp cái đầu này mình đã khoan sẵn rồi. Đấy. Muốn cho chắc chắn thêm một chút thì chúng ta sẽ cho mối hàn vào đây, cho ít mối hàn vào đây cho nó đảm bảo chắc chắn một chút. Thì chắc chắn rồi, ta sẽ nắn cho thẳng một chút rồi. Ok, ở đây dài quá thì sẽ gì, mình sẽ cắt ngắn đi một chút thôi. Đặc biệt là cái ống máy tai này là vừa khít mấy cái đầu móc này của motor rung này, ăn cho nó chắc sâu xuống chút. Đấy. Ok, bây giờ chúng ta sẽ thử pin.
Đây, mình sẽ lấy cục pin 5G kẹp vào đây. Đấy, thì vì cái chân kẹp này nhá, kẹp nó chắc chắn này, nó sẽ không bị văng ra. Đây mình sẽ chạy bằng pin. Đầu sẽ cắm cái dây này, cái đầu USB này, cái đầu này. Đấy, cắm vào, cắm vào xem nó chạy nào. Quay rất tít. Mát ra phết đấy. Nói chung là trong khoảng trống thì dành cho một người thì mát thì gọi là tuyệt vời, hơn là những cái đồ chơi bán trẻ em trên kia mát hơn nhiều. Cái này mát lắm các bạn ạ. Đấy, và rất tít nhá. Đấy, thì vì cái motor này công suất của nó rất là ít điện thôi, nói chung sử dụng pin điện thoại của chúng ta thì vô cùng là đảm bảo. Nó mà chạy hàng tiếng đồng hồ mới hết, độ khoảng 38 thì cũng xuống còn 32 thôi. Đấy, chạy tít mát lắm các bạn ạ. Tuyệt mát. Cái này chút nhiều khi lúc khi nào mất điện là mang ra ngồi mát chơi chơi như này cũng rất là hay đấy. Vâng, xin chào các bạn.